Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi tên Nguyễn Thị Phát. Ở Sydney, Melbourne. Tôi bị đau cái ở cẳng cổ đó cũng lâu rồi, cũng 10 năm nay. Rồi. Và cái tay tôi nó bắt đầu tê khoảng 5 năm nay. Rồi. Rồi bây giờ tới cái chân đó thì cái đầu gối tôi á nó đau làm cho tôi khó chịu khoảng 2 tháng nay. Ok. Bây giờ tôi tê tại cái tay ha, rồi đau cái đầu gối. Để thử đi, cho chị hỏi tiên luôn. Chị Bích tới đây là phải đi xe Bích hay đi gì mới nói còn nói. Đâu, đi xe Bích lên đây. Rồi nó đậu ngoài kia kìa. Mà bước vô đây thì có mấy bước thôi. Từ cái Phan Khang đi vô đây phải đi ông đâu. Tao đi nhiều nó đau mà tôi phải đi xe ôm. Phải bắt biểu chỗ đó. Tức là có nghĩa là ý là sao? Ý là đi từ trạm xe buýt mà vào lớp học mà không đi bộ được mà phải đi xe ôm. Trên đấy 100 mét. Vũ Thị Thủy ạ. 10 năm nay rồi ạ. Đau đầu gối 10 năm nay rồi ạ. 10 năm nay rồi đầu gối rồi. Mỗi một lần đứng mà nấu ăn đó thầy 15 phút giống như ai bẻ hai cái đầu gối mình chịu không nổi thầy. Rồi muốn ngồi xuống á thì mình nói mình ngồi xuống mình chịu không nổi, ngồi xuống cố gắng ngồi xuống mà nó rất bịch như trái mít rụng, nó không có kềm người được đâu thầy. Dạ. Đau lắm thầy. Dạ. Rồi. Rồi stop. Rồi đứng dậy. Ngon, 1, 2, 3, cố gắng lên. Không có dịnh giác vậy, ngồi xuống nữa. Bà đừng có lợi dụng người khác. Rồi đứng dậy. Đó, cô chán lên chưa? Rồi cố lên rồi. Rồi đó. Người đi rất khó đấy. Rồi quay mặt lại. Rồi những chiến binh này thấy ngán rồi. 10 năm rồi phải không? Rồi ngồi dậy. Đứng dậy. 10 năm. Nữa. Rồi ráng ngồi xuống nói chuyện lần nữa. Đó, ngồi mình thấy chán chưa? Rồi đứng dậy. Sống cổ. Mà cái sống cổ mà bị chèn mà tê tay thì thường nó là bị tổn thương cái C4 và C5. Và nó làm cho tê cái tay. Rồi từ cái tổn thương sống cổ mà điều trị chưa có gọi là ok thì bây giờ nó bị luôn cả cái cột sống lưng rồi. Mà cột sống lưng chúng ta thường bị hai cái mà không bao giờ tiến khỏi, đó là L4, L5 và L5X1. Và còn cái chị này là cũng bị cái đầu gối, cái lưng và đầu gối. Thì bây giờ trước hết á, là chúng ta làm gì? Là bây giờ chúng ta sẽ đo hai cái chân của ba bệnh nhân này coi có bằng nhau hay không, và nói người bệnh đó, ngồi thẳng lưng và đo chân. Thì xin mời. Chút xíu thôi ha. Chút xíu à. Có nghĩa là chị này á là chị bị ảnh hưởng nhiều ở cái cột sống cổ, trên lưng không có bị nhiều đâu. Tôi cũng đau lưng mà. Hết hơn. Dạ. Chân nào dài hơn ha. Là chân mới này dài, phải dài. Bên trái trước, cái tay bên trái. Cái kẻ giữa của... Rồi. Rồi, để vô, ngó giữa. Ngón bốn năm. Đây. Nằm cái ngón tay xuống để cho khỏi đau ha. Mọi người nhìn đây nha. Là khi ta kéo chân lên rồi, ta lấy cái tay nè, ta nắm như vậy nha. Đấy, làm cái cổ chân nè, ta cong lên nè. Thấy chưa? Đi cong lên nè, thì ta bắt đầu ta bóp 1, 2, 3, làm cho tôi đi. Rồi, nắm cái cổ tay rồi, đúng rồi đó. 1, 2, 3, được rồi. Thấy không? Đó, thấy chưa? Rồi, khi mình nắm nó xong rồi, thì mọi người nhớ nha, ngũ bộ tâm linh nhìn đây. Thì khi ta bẻ xuống như này, ta nhìn thấy như này. Thì cái khối, cái cục cui đây nè, thì chúng ta sẽ bấm lên ngay cái kẻ này. Thấy chưa? Thì mọi người nhìn nè, khi tôi bẻ lên này, là tôi lừa, phải có cái điền được
cái kẽ giữa cái ngón chân và bàn chân thì mình sẽ có điểm gân này, bắt đầu mình đẩy vào 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 thì là toàn thân cái ngón cái này nha, để ý đây. Và ngón cái mình để vô cái kẽ đây. Rồi, cái nhìn nè. Nè, rồi cái kẽ đây cái ta lừa. Ngón út lấy ngón út. Lấy ngón út trước. Nè, rồi ta lừa lấy gân nè. Lừa lừa được cái gân nè. Lick nè, lick nè, lick nè. Móc cái móc bao á. Cái ngón trỏ. Đúng rồi, cái này là được chưa? Ngưỡng thôi không phải thế đâu. Kéo đến hết mới có thể rồi xong rồi, xong. Rồi sau đó có thể đổ ra phía trước, những chút chỉ có thể đổ. Rồi ok, đổ ngã chân phía trước. Không sao, không sao. Người bệnh đến hết ngưỡng rồi thôi. Rồi bây giờ phía hai bên có hai cái tĩnh mạch máu á, mình miết vào, miết từ hai cái khe vào bắt đầu. Mọi người thấy làm có đơn giản không ạ? À, tốt thoải mái. Rồi chuyển chân. Đó là 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gối lên cho chị đỡ đau á. Nếu như mà chị đau thì chúng ta gối kê cái miếng khăn này này. Khăn mềm á. Đi tìm được cái chỗ đau. Và chỗ đau chỗ nào là bây giờ bắt đầu là dây cái chỗ đau. Dây làm sao cho chỗ đó không còn đau. Đó, mình tìm điểm đau, bởi vì điểm đau chính là điểm bế tắc. Có khi nó bế tắc mấy chục năm. Nên là nó đau rất sâu. Đau lắm này không chị? Thì đã đợi. Có đâu nói nghe. Tìm khi mình tìm được cái điểm đau á thì mình dây, mình dây. Dây là quý vị quay cái đầu kia lại, đừng có dây cái đầu kia cứng, quay cái đầu bự á, dây á, đó, mình dây mình vuốt cái đầu bự á, chứ đừng có dùng cái nhỏ đâm vô đau đó. Sau khi tìm điểm đau xong mình lại vuốt. À, đúng rồi, đứng dậy, đó, bình tĩnh, rồi ngồi xuống, rồi đứng dậy, rồi ngồi xuống, rồi đứng dậy. Bây giờ chị ngồi xuống đứng dậy tự nhiên đi. Thoải mái, không có vấn đề. Tự đứng, tự ngồi nghe. Đứng dậy. Đứng lên, đứng lên. Hoan hô. Hoan hô đi quý vị. Rồi, ngồi xuống nữa. Đấy, ngồi làm chưa? Xuống đứng dậy tự nhiên rồi. Thoải mái, không có vấn đề gì hết. Tự đứng, tự ngồi nghe. Đứng dậy. Đứng lên, đứng lên. Thấy chưa? Hay quá, hoan hô đi quý vị. Rồi, ngồi xuống nữa. Đấy. Ngon lành chưa? Rồi đứng dậy. Đứng dậy luôn. Rồi đừng ai nói là rồi. Thấy là đau. Cũng có thấy đỡ nhiều lắm rồi thầy. Dạ. Tức là chứng tỏ là ngồi xuống đứng dậy. Chân kinh rồi nó cứng lắm, nãy giờ nó mềm ra rồi thầy. Nó mềm ra rồi hả? Trực tiếp vô vậy nó mềm, nó đau nhưng mà nó mềm ra dễ chịu lắm ạ. À, rồi. Dạ. Rồi xin cho nàng pháo tay nữa. Này bà xã đứng lên ngồi xuống nó thoải mái vậy thì rất là mừng. Cảm ơn thầy với các anh em cùng học viên ở đây cùng hỗ trợ. Nè mà bình thường ở nhà là anh thấy sao? Khó khăn lắm, nhõng nhẽo, khó chịu. Ngồi là không được thầy, ngồi bệt xuống luôn. Bữa nay thì thấy cái biết rộng vậy, không ngồi bàn lắm rồi. Rồi ok cảm ơn. Bây giờ nghỉ ngơi đi. Ôi trời. Rồi giống như kiều nữ chứ vậy mà. Đấy. Rồi. Bây giờ chị quay lại đi. Đó, rồi chị ngồi xuống. Đi, cái chân cao chân thấp đi. Rồi, ngồi xuống đi.
đứng dậy. Lỗi đau rồi, đứng dậy. Tập thêm rồi chứ. Rồi, khá rồi ha, rồi, được rồi. Thôi có ý kiến gì? Tôi thấy nó cũng đỡ nhiều. Là dễ chịu rồi ha. Dễ nhàng rồi ha. Rồi, ok. Dễ chịu. Từ đây tôi ra ngoài nhiệm vụ khỏi đi xe ôm đó. Thì bây giờ nên chắc chắn là sẽ ok. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.